Nếu mà bên đó bạn nào mà có nhà riêng và ở con lớn riêng tư hết rồi mình về sống chung với người bạn đó cũng được. Nhìn lại thì mình đã già rồi, mình thấy sợ nữa là lớn tuổi này tối nghỉ ngơi trái trời trở gió không ai đâu. Mình giờ mình muốn tìm một người bạn nữa còn lại để chung sống với nhau, góp gạo thổi cơm chung vậy thôi. Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô chú anh chị và các bạn thân mến. Em Ngọc Diệp chào anh. À, mình tên là Trọng Phước Lộc, mình chào Hồng Diệp, chào khán giả trong nước ngoài nước. Mình tên là Trọng Phước Lộc, mình sinh năm 1970, là giấy tờ nếu mà cái sinh của mình là 1968. Mình hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, anh Lộc có thể nói lớn chút xíu ha, để cho quý vị nghe cho rõ cũng như các chị á. Rồi hiện nay anh Lộc làm công việc gì? À, mình là chở hàng ri băng mực in ba cái hóa đơn chứng từ rồi đó, bên mấy cái bill tính tiền đó, là chở hàng đó do em kế bên nhà đó, giao cho khách hàng Cái này mình làm lâu chưa anh Lộc? làm cũng mấy năm rồi. Năm hả? Lương nó có ổn định đủ mình sống Đủ sống. không? Rồi hiện nay anh Lộc ở nhà mình hay là nhà trọ? À, mình ở nhà mà nhà của ông già bà già để lại. Anh Lộc có gì gắng cố gắng mình nói lớn chút để cho quý vị nghe rõ ha. Mình cứ bình thường á, còn chuyện đóng anh kệ người ta sao đâu, mình cứ lo việc của mình thôi. Rồi anh Lộc nè, để tiếp tục cuộc trò chuyện của anh em mình á, anh có cho phép em Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng xã hội và không xóa được nha À, mình chấp nhận, anh? đồng ý. Anh chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này. Đồng ý, mình đúng. Anh Lộc năm nay 54 tuổi, nếu chiếu theo giấy tờ. Đúng rồi, chính xác. Hiện nay hai bác vẫn khỏe hả anh? À, ông bà già mất rồi. À, bà già nó năm 99, rồi ông già mất về khoảng 10 năm. À, sống với bà chị mấy đứa cháu, bà chị bà mất Covid rồi giờ ở với mấy đứa cháu. Anh Lộc có bao nhiêu người anh em ruột? Chỉ có ba thôi, bà chị mất Covid rồi còn có ông anh ông ở kế bên, không có nhà riêng. Anh Lộc cho quý vị khán giả biết cũng như các cô á, sắp đến với anh đó, là hiện nay tình trạng hôn nhân của anh như thế nào? Mình độc thân từ xưa tới giờ là chưa một lần nào mình lên xe qua, chưa có lấy vợ, Hồi đó sống giờ độc chưa thân. lấy vợ luôn. Đúng, chính xác. Thì chưa thường thì chưa có lấy vợ, nhưng mà anh có quen dạ như bạn bè hơn chú Vĩnh Có quen quen là giống như bạn bè vậy thôi. quen như bạn bè đó, chứ mà mình chưa có vượt xa cái giới hạn nữa. Đúng rồi. Anh Lộc năm nay 54 tuổi mà một chưa một lần lên xe hoa luôn, dạ nó còn gọi là trai tưng Đúng rồi. ha. Trong cuộc sống anh Lộc có thường rượu chè hút thuốc lá gì không? Không không rượu chè mình không uống, nhưng mà chỉ cà phê thuốc lá chút đỉnh thôi. Mình chỉ lo làm ăn, ngày xưa là sống sống bản thân rồi đó. Xưa là có ở nhà lắm, mình đi xe tải thời gian rồi mình làm đủ chuyện lao động phổ thông, rồi làm hò rồi máy ba gác rồi lâm. Bây giờ mình chạy xe chở hàng cho anh em mấy năm nay thấy nó ổn rồi, và ở gần nhà thôi, về nhà sống. Em thấy anh cũng rất là phong độ luôn, mà với lại công việc trước thì anh làm tài xế xe đúng Mình đi không? phụ biết lái nhưng mà mình không có lấy bằng lái. Rồi sau này hiện tại thì anh cũng đang là đi chở hàng. Đúng rồi. Nếu công việc đó mình cũng giao tiếp nhiều lắm mà anh cũng không quen được thêm người nào luôn. Không, mình chỉ lo công việc, lo kiếm sống thôi, ngày 2 bữa cơm thôi, chứ đâu nghĩ tới đâu. Khi mình nhìn lại thì mình đã già rồi, mình thấy sợ nữa là lớn tuổi này tối nghỉ ngơi trái trời trở gió không ai đâu. Mình giờ mình muốn tìm một người bạn nữa còn lại để chung sống với nhau, góp gạo thổi cơm chung vậy thôi, chứ mình cũng không có đòi hỏi cao sang quyền quý gì.
ví dụ như nhà mình thì đông quá, mình sợ ở lâu ngày thì nó chạm, phải không? Nếu mà bên đó người bạn nào mà có nhà riêng và ở con nó riêng tư hết rồi, mình về sống chung với người bạn đó cũng được. Rồi anh Lộc à, thường thì mình làm công việc xong á, rảnh rỗi thì anh thường làm gì? Thì cũng làm phụ hàng với thằng em, làm tới tối làm xong thôi. Không, em hiểu, biết em nói là những lúc mà mình rảnh rỗi rồi không làm công việc nữa thì mình có đi giải trí môn gì không? Không, mình ở nhà tối ngủ, tại vì mình làm nhiều khi tới chiều tới tối là tới tối buông ra mệt là ngủ. Tại vì cái hàng đó là mình làm gia công rồi mình mới đi giao được. Anh nói lớn tiếng tí cho ha, cho quý vị dễ nghe, với lại anh dành cho mình thôi, anh đừng có liếc ngang liếc dọc, giờ khi người ta xem người ta hiểu lầm nói sao ông này liếc ngang liếc dọc thôi. Để quý vị người ta đánh giá. Anh Lộc hiện nay thì có già thành phố Hồ Chí Minh và đang độc thân, chưa có gia đình, mong là cô nào chị nào xem mà thấy đồng cảm với anh Lộc á thì gọi lại chương trình để kết nối với anh Lộc. Trong cuộc sống hàng ngày anh Lộc có thường khó tánh hay có tánh gia trưởng gì không? Không, mình nói chung cũng dễ lắm, nhưng mà có một cái là mình hơi kỹ tính chút, nề nếp, đâu ra đó ăn nói đi đứng nằm ngồi đó. Chung gia trưởng, mà gia trưởng mình có tính là kỹ lưỡng, ăn nói đi đứng nằm ngồi đâu ra đó là nó chỉnh tề đàng hoàng rõ ràng, chứ không có ăn nói lung tung mà phát ngôn bừa bãi mà phát biểu linh tinh, mình không có chịu cái tính đó. Tính mình chân chân thật lắm á, mình sống có sao nói gì, mình có cái là mình hơi thẳng thắn chút xíu. Rồi bản thân mình cũng vậy. Rồi hôm nay anh đến với chương trình, anh muốn chương trình là giúp anh tìm một nửa còn lại, là cái anh cứ đưa ra cái tiêu chí của mình đi, ví dụ chiều cao cân nặng anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu anh Lộc? Anh cao 1m66, nặng cũng cỡ 65-66kg. Rồi anh muốn cái người phụ nữ đến với anh là chiều cao cân nặng, với lại độ tuổi bao nhiêu mới hợp với anh, hợp đó? Thì tuổi thì chắc cũng cỡ hàng năm mấy cho lên, cỡ ngang ngang với mình thôi, đừng già quá. Từ 60 đâu lại thôi. Rồi công ăn việc làm sao anh? Thì có công việc thì phụ họ với mình góp gạo thổi cơm chung. Nói chung thì cái chị đó mà đến với anh là có công việc thì nó vẫn tốt hơn ha. Đúng để rồi. Anh chị rồi có hỗ trợ dâu rồi sống cho cuộc sống nó mình nó thoải mái hơn. Có chút đỉnh tiền thì mình để hộ thân, để sau này trở về già thì mình đỡ cái tinh thần chút xíu. Đỡ cực nhọc hai bên. Còn không có cũng được. Miễn sao mình có công việc ổn định với người mình khỏe mạnh là được rồi. Anh cũng đơn giản ha. Rồi anh hiện tại thì đang ở thành phố Hồ Chí Minh, thì anh muốn cái cô đó là ở vùng miền nào trên đất nước Việt Nam mình? Chỉ khu vực ở Sài Gòn mình, miền Tây rồi đổ lại thôi, chứ đừng có đi quá xa. Vậy từ Vũng Tàu xuống miền Tây ha? À đúng rồi. Anh có tiêu chí gì anh cứ đưa ra, đưa thật rõ ràng luôn đi cho đúng các rồi. Chị xem để các chị hiểu anh hơn. Đúng rồi. Chứ anh đừng có nói chung chung ha. Đúng rồi. Bây giờ như anh thì hiện tại này, thì cũng nói từ đầu rồi, tôi nhắc lại đi, là đang ở một mình, nói chung là cũng không có vướng bận gì hết. Rồi anh muốn cái cô đó đến với anh là có vướng bận con cái gì không? À không. Không ha. Mà nếu có con thì phải là con cái lớn tư gia riêng hết ha. Đúng rồi. Sợ nhiều khi ở chung rồi cũng có thời gian rồi nó cũng chạm rồi cũng nói ra nói vô, mình cũng không muốn đụng chạm bên kia, phải không? Cho nên đâu ra đó nó rõ ràng. Dạ thì đó từ em riêng, mới nói anh nói rõ ra vậy. Từ riêng mà một mình là sống lo thân già thôi hai bên. Dạ. Rồi anh Lộc nè, như là anh nãy nếu nói như là anh có già về cô đó lỡ không có già là sao? Không có nhà thì mình ra mình ở trọ cũng được. Như là anh có già thành phố mà có thì mình sợ ở lâu ngày mất công. Thì nói chung là anh sợ là nói chung vẫn có già thành phố mà đang trong ngôi già đó ở nó nhiều thế hệ quá ha. Đúng không rồi. Quá nếu muốn thoải mái thì mình ra ngoài, ra ngoài ở. Còn như mà cô đó có già nữa thì tốt ha. Đúng rồi.
cũng hy vọng là cô nào xem đồng cảm thì có cái ngôi nhà to hoặc giỏ gì cũng được, anh cũng không đòi hỏi gì. Đúng rồi. Không có thì hai chồng muốn thoải mái thì ra ngoài cho nó thoải mái. Rồi anh còn muốn thêm gì nữa không? Không, chỉ như đó thôi, cái tiêu chí mình đưa ra là vậy là được rồi. Còn cái phần người tôn đó giáo sống sao có anh? Đạo đức hiền là được rồi, có cái tâm là được rồi. Rồi về phần tôn giáo của chị đó, tôn giáo là đạo ai nấy giữ cũng được, không cần thiết đạo Phật cũng được, tôn giáo cũng được, miễn sao đạo làm người là tốt nhất. Thì theo em nghĩ thì đạo nào cũng hướng tới cái thiện. Đúng rồi rồi. Sao anh Lộc cũng rất là đơn giản luôn, mong là các cô các chị xem mà nếu đồng cảm thì nhanh tay bắt máy gọi lại chương trình ha, để mình kết nối. Rồi anh muốn cái chị đó đến với anh là tính tình như thế nào, mà hay là vui vẻ hay là sao, dũng dẻo? Tính vui vui tính thì đừng có quá đà thôi, đừng có nói chuyện như quá lố thôi. Lo công việc gia đình làm ăn, và ra ngoài thì mình bươn chải, mình làm ăn xong rồi chiều mình về thì lo gia đình thôi, đừng có ví dụ như chồng sớm rồi nói vài ba câu chơi vui là được rồi, tình cảm nói sớm thôi, đừng có nói chuyện nhiều quá. Dạ. Vậy là Rồi. tốt rồi, sống có đạo đức có tâm là ok. Rồi, nói nãy giờ tâm sự với anh Lộc thì anh cũng rất là đơn giản nên em cũng không có gì để hỏi và tâm sự thêm với anh Lộc. Thôi anh gửi lời gì đến các chị đi. Mình xin gửi cô chú bác là anh chị em gần xa trong và ngoài nước có gặp nhiều sức khỏe, cái năm mới gặp nhiều may mắn thịnh vượng. Ok, mình cảm ơn. Rồi, hôm nay em Ngọc Diệp cũng cảm ơn anh đã đến với chương trình. Trước khi kết thúc video, em Ngọc Diệp xin chúc quý vị cũng như là các bạn một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Đúng. Dạ, em chào anh Lộc. Dạ, em chào em.